Kính thưa quý vị và các bạn, một tuần qua thì dư luận cả nước xôn xao cái thông tin liên quan đến băng nhóm giang hồ khét tiếng đất Thái Bình do vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, tức là Đường Nhuệ và Nguyễn Thị Dương cầm đầu. Trả lời về việc này thì luật sư Trần Hồng Lĩnh, trưởng văn phòng luật sư Lĩnh Chính Thắng, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng đã cho hay ông và các cộng sự từng tham gia bảo vệ và bào chữa nhiều vụ việc, cái vụ án ở Thái Bình và nhận thấy từ lâu nhiều người dân ở Thái Bình không có cuộc sống bình yên bởi sự lộng hành của băng nhóm giang hồ Đường Nhuệ. Theo luật sư, muốn xóa sổ cái băng nhóm Dương Đường thì trước hết phải củng cố tổ chức cán bộ trong các cơ quan tố tụng của tỉnh Thái Bình, cách ly những cái cán bộ có dấu hiệu bao che. Người dân rất lo sợ, hoang mang khi bị truy sát. Họ những tưởng chạy vào trụ sở công an sẽ là nơi đảm bảo an toàn, nhưng nơi này như thể cũng do bọn giang hồ làm chủ. Những cái tên giang hồ máu lạnh rất manh động và tàn bạo, hành xử như trong một xã hội hỗn loạn, không có nhà nước và pháp luật. Đó là cái lời bình luận của luật sư này. Vị luật sư cho hay thêm á, việc bắt giữ vợ chồng đại ca giang hồ Đường Nhuệ là một cái tín hiệu tốt, đáng mừng, mở ra một trang mới về tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội cho người dân Thái Bình. Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình mới về nhậm chức đầu năm 2020 đã thực hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, kiên quyết xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tín dụng đen, xã hội đen, đòi nợ thuê, rồi đâm thuê chém mướn, không ghê tay. Chúng đã đe dọa giết người, cướp tài sản. Trưởng văn phòng luật sư Lĩnh Chính Thắng cho rằng các địa phương trong cả nước làm rất mạnh tay và làm từ lâu những cái vấn đề trên. Bây giờ Thái Bình mới làm là hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Công an tỉnh Thái Bình còn phải cố gắng quyết tâm nhiều hơn nữa, bởi đây là cuộc chiến đầy cam go, phức tạp nên rất cần có sự phối hợp trực tiếp vào cuộc của Bộ Công an mới mong truy quét sạch được những cái băng nhóm giang hồ này. Quan trọng hơn á, là loại bỏ được những phần tử chống lưng, bảo kê, dính líu đến tội phạm để xây dựng lực lượng các cơ quan tố tụng trong sạch và vững mạnh. Bài học vẫn còn đó về sự cám dỗ mà một trung tướng, nguyên thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy và nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Phạm Sĩ Chiến bị năm cam ở thành phố Hồ Chí Minh mua chuộc, trở thành công cụ cho hắn. Băng nhóm giang hồ Đường Nhuệ còn nguy hiểm và tàn bạo hơn năm cam. Chúng hoạt động nhiều năm nay dưới cái vỏ bọc một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chúng có rất nhiều tiền, rất chịu chi để buôn quan, cho nên có quan hệ rất rộng và không tránh khỏi các cán bộ ở nhiều ngành, nhiều cấp chống lưng, dung túng. Luật sư Trần Hồng Lĩnh nói thêm, ông dẫn ra những cái dấu hiệu cụ thể như cái vụ đòi nợ thuê dẫn tới cố ý gây thương tích cho mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở công an phường Trần Lãm ở Thái Bình ngày 18 tháng 11 năm 2014, rồi đến vụ chị Vũ Thị Thiện bị truy sát, bị đập phá xe ô tô tại trụ sở công an tỉnh Thái Bình khi lái xe ô tô chạy vào đây để lánh nạn trưa 9 tháng 11 năm 2018. Và đặc biệt nghiêm trọng là cái vụ Dương Đường cho đàn em chiếm giữ cái công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết từ ngày 3 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017, đe dọa giết chủ doanh nghiệp Lâm Quyết và cướp đoạt tài sản để siết nợ. Nhưng các cơ quan tố tụng Thái Bình vì các lý do khác nhau không giải quyết đến nơi đến chốn. Là người trực tiếp bào chữa vụ án liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, luật sư Lĩnh phân tích điều 7 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của bộ luật này, không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự thủ tục do bộ luật này quy định. Điểm B khoản 3 điều 47, điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự có quy định khi giải quyết tố giác, báo tin về tội phạm, cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường. Luật sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng là quy định pháp luật thì phải tuân thủ, nhưng Trung tá Cao Văn Nam, Phó trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thái Bình lại nói luật quy định nhưng không bắt buộc. Cơ quan điều tra không khám nghiệm hiện trường là do xét thấy không nhất thiết. Kết luận giải quyết tin báo tố giác số 12 ngày 29 tháng 3 năm 2018 do Trung tá Cao Giang Nam đã ký, và cáo trạng số 3 ngày 31 tháng 12 năm 2018 do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình
Nguyễn Xuân Hy có ký, còn nói là không có căn cứ xác định anh Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết. Luật sư Lĩnh đặt câu hỏi, vậy đã khám hiện trường chưa để xác định có hay không cái hành vi phạm tội, và đã khởi tố vụ án để điều tra đến đâu mà nói là không có căn cứ để xác định anh Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc và tài sản của công ty Lâm Quyết. Nếu chưa rõ ai là thủ phạm thì cũng phải khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Nếu có căn cứ xác định ai đó là thủ phạm thì phải khởi tố bị can và bắt tạm giam, chứ không phải xác định được thủ phạm thì mới khám nghiệm thị trường. Vị luật sư này còn nói thêm là đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện cái quyền hành công tố, nói vụ cướp phá tài sản ở công ty Lâm Quyết là một vụ án riêng, không liên quan đến vụ án Lâm Quyết lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Vậy nếu không liên quan thì cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát để các tài liệu giải quyết tin báo tố giác Đường Nhuệ cướp phá tài sản vào trong hồ sơ vụ án Lâm Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để làm gì? Hai vụ án có liên quan mật thiết với nhau, việc khám nghiệm hiện trường, xác minh hậu quả thiệt hại vụ cướp tại công ty Lâm Quyết là chứng cứ hết sức quan trọng chứng minh có phải Lâm Quyết gian dối lại ra việc cướp phá mất giấy tờ để chiếm đoạt tiền của ông Tới theo như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình hay không? Hay công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết có bị cướp phá tài sản, mất toàn bộ tài sản và sổ sách giấy tờ là có thật hay không? Luật sư Trần Hồng Lĩnh đã nhấn mạnh thêm. Từ những phân tích trên thì vị luật sư này nêu rõ trên đây là những cái dấu hiệu chống lưng, bao che, bỏ lọt tội phạm, cướp đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết, muốn xóa sổ băng nhóm tội phạm có tổ chức do Dương Đường cầm đầu. Luật sư Lĩnh đề nghị phải củng cố tổ chức cán bộ trong cơ quan tố tụng của tỉnh Thái Bình, cách ly ngay những cán bộ có dấu hiệu dung túng bao che cho vợ chồng Dương Đường. Ngành công an được đảng, nhà nước cho phép thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, trong đó cái biện pháp quần chúng phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác cái thủ đoạn dùng bẫy nợ tín dụng đen để cưỡng đoạt, cướp nhà đất của những ai trót dính bẫy nợ và những hành động táo tợn cướp thầu bất động sản tại các trung tâm đấu giá, đấu thầu bất động sản. Luật sư Trần Hồng Lĩnh đề nghị các cơ quan này cung cấp các tài liệu đấu giá, đấu thầu có liên quan đến băng nhóm tội phạm Dương Đường. Trả lời một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ông đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát lại các vụ việc trước đây để củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của vợ chồng Dương Đường. Chúng tôi sẽ quyết tâm chứ không nề hà bất cứ việc gì đâu, vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã khẳng định. Chúng ta cùng nhớ lại vào năm 1995, Bộ Công an Việt Nam đã đánh giá vụ án Nam Cam và đồng bọn là một vụ án hình sự nghiêm trọng đặc biệt. Nam Cam và đồng bọn đã có những cái hành vi cực kỳ nguy hiểm đối với an ninh quốc gia và tầng lớp dân cư trong xã hội. Bộ Công an đã bắt giam tập trung để cải tạo tội phạm nguy hiểm Nam Cam này nhằm mục đích củng cố hồ sơ và để truy tố Nam Cam. Nhưng bằng các thủ đoạn mua chuộc bằng tiền, những mối quan hệ với các quan chức, cơ quan, công an, kiểm sát và cả văn phòng chính phủ cùng các thủ đoạn khác thì Nam Cam lại được trả tự do trước thời hạn. Sau khi được trả tự do thì Nam Cam hoạt động mạnh hơn, trắng trợn hơn rất nhiều so với trước năm 1995. Đến cuối năm 1999 thì Bộ Công an đã thành lập một cái ban chuyên án để điều tra giải quyết. Song thực tế thì ban chuyên án này đã hoạt động không có tác dụng hiệu quả, không ngăn chặn được cái hoạt động tội phạm của Nam Cam và đồng bọn. Hơn thế nữa thì các hoạt động tội phạm của Nam Cam và đồng phạm ngày càng tàn bạo hơn và coi thường pháp luật hơn. Do đó đến tháng 5 năm 2001 thì để điều tra quá trình hình thành và hoạt động tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen của Nam Cam và đồng phạm, Bộ Công an đã thành lập một chuyên án mới với cái chuyên án Nam Cam và đồng bọn với cái bí số là Z501, chỉ huy chuyên án là Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân. Sau khi kết thúc chuyên án, ông Thành được phong quân hàm Trung tướng, chuyển sang làm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho đến khi ông nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 1 năm 2009. Vào đến tháng 12 năm 2001, thì cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án Nam Cam và đồng bọn.
Đến tháng 10 năm 2002, cơ quan cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân để đưa ra xét xử. Trước đây, đó là một cái vụ án kỷ lục về số lượng bị can, tội danh và cả về tính chất nguy hiểm của vụ việc.